Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cổ Miền Nam. Và hôm nay bên Huy mới vừa về một sản phẩm khá là chất lượng. Đây là chiếc xe Honda City được sản xuất vào năm 2020. Và đây là bản top, bản cao cấp nhất của Honda City các anh chị. Cá nhân đứng tên, gia đình sử dụng. Biển số thành phố, anh chị nào có hộ khẩu thành phố sẽ tiết kiệm được tới 20 triệu phần phí biển số nha các anh chị. Xe rất chất lượng, rất nhiều option, rộng rãi, thoải mái. Huy sẽ cùng anh chị mình xem chi tiết phần ngoại thất của xe. Đèn sử dụng công nghệ đèn LED, đèn LED các anh chị, tự động bật tắt vào khi trời tối cũng như là lúc ra phần sáng nha, nơi có ánh sáng. Đó. Logo, những chi tiết mạc chrome khá là đẹp. Mâm sử dụng là mâm dạng file 17 inch. Và màu sơn là màu xanh có ánh kim tuyến rất đẹp. Đèn xi nhan trên gương các chị, gương gập điện ha, công tắc ra vào cửa thông minh. Và đây vị trí những cái anh chị nhìn ha, những cái đường găng đó, đường nhập nổi vừa là thiết kế tạo kiểu cho cái phần hông xe nó đẹp, nó cứng cáp. Ngoài ra cái đường này còn có tác dụng là khí động học các anh chị ha. Rồi, đây là phần vỏ xe. Đó, anh chị nhìn nè, nguyên bản theo xe còn rất là dài. Ô đô của xe hiện tại là 35.000 cây số nha các anh chị. 35.000 cây số Honda City bản top. 4 cảm biến khoảng cách từ phía sau, có camera gear đầy đủ các anh chị. 2020 thì xe được trang bị khá là nhiều những cái option, những cái tính năng, có chế độ cruise control, ga tự động. Cùng với đó là những cái tính năng như là khởi động bằng nút bấm start up, ra vào cửa thông minh, rồi hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khai ngang dốc, cân bằng lực phanh điện tử đều có hết trên sản phẩm Honda City bản top này. Anh chị hoàn toàn yên tâm, yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Một tí Huy sẽ quay chi tiết phần nội thất bên trong cho anh chị và các bạn mình xem. Mình sẽ đi một vòng về ngoại thất để anh chị đánh giá về chất lượng của chiếc xe này. Một chiếc xe rộng rãi so với những cái sản phẩm cùng phân khúc và giá cả cũng rất là hợp lý luôn anh chị. Hiện tại sản phẩm này đang được bên Huy chào bán với giá là 550 triệu nha các anh chị nha. Tiếp theo Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong ạ. Huy mời các anh chị cùng Huy mình xem sơ bộ phần động cơ. Nó đèn thì đèn LED các anh chị, đây là đèn chiếu sáng ban ngày nha, nổ máy là nó sẽ sáng. Còn đây là động cơ, nó rất êm luôn, tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Ở ngoài đường trường thì chỉ chưa đầy 5 lít trên 100 cây số các anh chị, chỉ 4.8 lít thôi. Đó. Những cái dấu sơn từ nhà máy, từng bô lon con tán, từng giắc điện, mọi thứ đều rất đẹp, chuẩn chỉnh. Một chiếc xe gia đình đi sử dụng kỹ, anh chị yên tâm, rất yên tâm về sản phẩm 2020. Ok, động cơ thì anh chị yên tâm nha. Bên Huy đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Còn về nội thất bên trong thì anh chị cùng Huy mình đi chi tiết. Nội thất thì sử dụng nhựa cùng với những cái chi tiết bằng da, là những cái phần cao cấp, nhựa cao cấp, da cao cấp. Cho nên chất lượng của Honda City bản top này được khách hàng ưa chuộng và chọn lựa rất là nhiều luôn các chị. Từng cái bộ lon anh chị nhìn không? Còn nguyên bản hết. Màu xanh, màu xanh rất đẹp luôn. Ghế, đây anh chị cùng Huy mình xem ghế này da độc lõi, da xịn anh chị nhìn không? Qua thời gian ghế vẫn còn rất mới và đẹp. Gương gập điện và mọi thứ anh chị nhìn nè, mới toanh. Ô đô chuẩn của xe là 35.838 cây số, mặt đồng hồ rất là mới và đẹp. Trên tắp lô thì chủ xe có lót thêm tấm lót cho phần tắp lô, cách nhiệt cho phần tắp lô. Đầu DVD, hệ thống điều hòa tự động nha các anh chị. Hộp số tự động vô cấp và mọi thứ còn rất là mới. Xe thì trang bị những hệ thống an toàn như hệ thống ổn định điện thân xe, hệ thống hỗ trợ khai ngang dốc, cân bằng lực phanh điện tử đều có hết. Xe có chế độ cruise control, chế độ ga tự động các anh chị, cũng như là có lại chỉ số trên vô lăng luôn, khởi động bằng nút bấm start up, có hết các anh chị. Đây là bản cao cấp nhất của dòng Honda City, rộng rãi. Và đặc biệt đối với Honda City thì có cửa gió điều hòa ở phía sau, cho nên là làm lạnh rất là nhanh và lạnh cực kỳ sâu luôn các anh chị. Đây, nút bấm khởi động, nút bấm start up đây. Đó.
Ok các anh chị ha, rất chất lượng. Đó, rồi tiếp theo Huy sẽ cho anh chị xem về cái cốp đựng hành lý ở phía sau. Nhìn rất là mới nha, rộng rãi, cực kỳ rộng rãi luôn. Bánh sô cua là nguyên bản chưa chạm đất nha các anh chị, chưa chạm đất. Đó. Đây. Đó. Tắp bi mọi thứ chuẩn chỉnh và rất là đẹp luôn, rộng rãi. Ok anh chị, 550 triệu, anh chị nào có nhu cầu mua sản phẩm thì liên hệ sớm để Huy tư vấn rõ hơn về thủ tục để sở hữu sản phẩm này. Một chiếc xe rất là đẹp luôn các anh chị. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật cho anh chị những sản phẩm mới về tại công ty để anh chị mua về sử dụng cho gia đình mình ạ.